Chiếc này em bán cho bác ở Lâm Đồng các bác nhá. Dàn sới GL. Có khả năng là giá bay lên được, nhưng mà cái kia rút ở dưới cầm mới được đấy anh ạ. Bây giờ cho lên xe. Ở chắc là cẩu cái sới lên nhá anh. Lấy cái kia quặng luôn đây ạ. Em nghĩ là quặng được. Chiếc này em bán cho bác ở Lâm Đồng các bác nhá. Bác mua online mà bác cọc nhiều quá. Lái xe nâng nhá. Em sẽ đánh con xe nâng lên. Xe 2 tấn rưỡi đây các bác này. Này. Các bác thấy xe của nhà hay không? Để em nổ ra các bác nhá. Chú thích quay à? Đây các bác nhá. Không vướng gì cả. Đây em chuẩn bị cho xe lên đi Lâm Đồng. 275 các bác nhá. Gầu sới với lại gầu với sới. Có hai phụ kiện đấy thôi. Được rồi chú ạ. Bố cho lên đây. Đợi tí cháu cho lên cho. Anh xin nhan kìa. Bác thấy xe nâng trả báo. Anh nổ máy cho gầu lên đi. Nổ máy cho gầu lên đi anh. Cái chiếc này cũng hơi đặc biệt một tí các bạn. Anh bắn coi như là gần đủ tiền rồi. Mua online mà anh bắn đủ tiền luôn các bạn. Các bác thấy cái độ tin tưởng của em không? Cho xuống đi, xong rồi chạy vào. Ra đây bố ơi. Anh tiến vào đây. Ok rồi anh cứ vào đi. Cái chiếu của Nhật Bản đấy chú ạ. Rồi. Em còn cái sới nữa là ok. Cái này lắp lên cho nó thoải cho tôi được đấy. Vâng, lắp được ấy. Bây giờ em cho cái này lên nhá. Đã lên xong các bác nhá. Anh lấy cả gầu đấy các bác này. Đúng của 275 luôn. Đấy các bác thấy không? Đỏ gọi là chót chọt chọt. Tất cả sơn nó dưới này là sơn zin các bác nhá. Em chưa có dặm vá gì cả. Đây cả cái la răng vẫn để nguyên si này. Dây phải thằng đống mới cảo hết được không? Chiếc này em bán cho bác ở Lâm Đồng. Được chưa?
Combo gầu sới các bạn. An toàn cái này nữa, an toàn nữa. Quàng qua đây này. Đây gì? Đây được gì? Vâng vâng, đấy quàng đấy được. Đấy, nữa tiền này còn đi đấy. Còn nửa tiền cái xe này đấy. Mà nó sọt rơi vào đấy nó lại đéo nhận được bộ vả. Nó đẹp mùi để chết đấy. Cái sơn xe mới thì sơn lại được. Sơn này khó sơn lắm. Đúng, nguyên bản nó khó sơn. Không sơn được ấy. Anh chào đây được không? Leo. Chào được không? Leo. Chào mẹ đi từ nào ra bắt mà không chào. Ui giời. Từ nào ra bắt mà không chào. Đấy các bác, xong xuôi hết rồi các bác nhá. Cảm ơn các bác đã tin tưởng cửa hàng. Đây có một chiếc cabin máy lạnh. Các bác đoán xe gì ở tập tiếp theo các bác nhá. Chào các bác.